Final Fantasy 16 hay Kỳ tích cuối cùng 16, phần game tiếp theo trong series đồ sộ của nhà vua. Lịch sử lâu đời của Final Fantasy có lẽ không cần phải nói nhiều nữa. Theo từng năm tháng, game đã luôn được thay đổi về mặt lối chơi và hình ảnh. Trong đó, tích cực có, tiêu cực có, nhưng không thể phủ nhận về sức hút lâu dài của series game RPG đình đám này. Và như để bắt đầu cuộc đua trong năm 2023, Final Fantasy 16 cũng đã được thông báo ngày phát hành chính thức là vào ngày 22 tháng 6 tại The Game Awards năm 2022. Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể yên tâm rằng game sẽ không nhận một cú delay nào, vì nhà vuông đã xác nhận quá trình phát triển game đã hoàn tất và chỉ chờ đợi ngày xuất xưởng. Theo như trailer và gameplay của game được tiết lộ vừa qua, ngoài câu chuyện đậm chất fantasy ra, thì bối cảnh thế giới trong game lần này cũng hiện lên cực kỳ tuyệt đẹp. Và để tiếp thêm sự hào hứng cho game thủ, dự án lần này được đảm nhiệm bởi Naoki Yoshida và được đạo diễn bởi Hiroshi Takai. Đây là những người đã thành công vực dậy Final Fantasy 14, một tựa game online vẫn đang phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay. Họ và đội ngũ tài năng của mình chắc chắn sẽ tiếp tục gửi đến chúng ta một phần game đáng mong đợi. Về mặt hệ máy, cho đến thời điểm hiện tại thì game sẽ độc quyền hoàn toàn trên PS5. Tuy nhiên, thời gian độc quyền này chỉ trong 6 tháng, tức là có khả năng game cũng sẽ được đưa lên PC hoặc hệ máy khác vào một thời điểm nào đó sau khi hết hạn hợp đồng. Và đối với hệ máy Nintendo Switch, có lẽ việc đưa game lên nền tảng này hơi khó vì nhìn về mặt đồ họa và các chi tiết, nhiều khả năng là phần cứng của hệ máy này không thể đảm nhận được. Một trong những điều trọng yếu của bất kỳ tựa game Final Fantasy nào cũng có chính là dàn nhân vật và câu chuyện đang bao trùm họ. Game được lấy bối cảnh ở vùng đất Valithir, nơi được chia thành 6 vương quốc và được thống trị bởi các Model Crystal, cội nguồn của các phép thuật trên thế giới. Những nhân vật mà chúng ta biết cho đến nay bao gồm Clyde Brosfield, nhân vật chính trung tâm. Anh đã lập lời thề là sẽ bảo vệ cho người anh em của mình, Joshua, hiện cậu là người đang cai trị Jill Warwick. Và như một câu chuyện điển hình, biến cố luôn đột nhiên ập đến và nhân vật chính của chúng ta sẽ phải lên đường để giải quyết nó. Trải dài trên cuộc hành trình của anh là những trận chiến hoành tráng và vô số điều bí ẩn để khám phá. Việc còn lại của người chơi chúng ta là tận hưởng sự phát triển của nhân vật cũng như là cách câu chuyện được triển khai. Lối chơi của game theo những gì đã được thể hiện trong trailer và demo vừa qua thì có vẻ Final Fantasy 16 vẫn mang âm hưởng của Final Fantasy 15. Tuy nhiên, về mặt thiết kế đã được nâng cấp lên đáng kể. Những lối đánh và tung đòn thực sự tạo ra cảm giác rất lực và mang tốc độ cao khi nhân vật chính vẽ từng tuyệt chiêu một vào kẻ địch. Đặc biệt nhất là màn đấu trường khổng lồ. Thay vì nhỏ đấu với lớn thì giờ đây chúng ta sẽ chơi luôn hẳn to đấu với to. Phần game lần này dường như chỉ tập trung về một nhân vật thay vì một nhóm. Đây có thể là một thay đổi khá lớn đối với series, vì trong nhiều năm qua, các phần game đi trước luôn có đồng đội đi cùng để hỗ trợ hoặc là chiến đấu. Nhờ phần cứng của PS5, Final Fantasy 16 hiện tại đã thể hiện một phần đồ họa khá ấn tượng với bối cảnh thế giới mở xung quanh và về mặt lối chơi, thậm chí là cả phần âm nhạc, tuy chỉ thông qua vài đoạn gameplay, nhưng mỗi bản nhạc nổi lên đều tạo nên sự hào hùng, dễ dàng kích thích tinh thần chiến đấu của bất kỳ người chơi nào khi tham gia vào trận chiến. Hiện Hero Game bọn mình cũng đã bắt đầu mở bán hai phiên bản Final Fantasy 16, bao gồm Standard Edition và Collector Edition. Và trên đây là những thông tin về Final Fantasy 16 mà Hero Game bọn mình đã tổng hợp được. Các bạn thấy thế nào? Có nóng lòng chờ đợi để được trải nghiệm tựa game này hay không? Cảm ơn các bạn đón xem. Nếu các bạn thấy thông tin này hay và hữu ích thì hãy bấm nút like, đăng ký và nhấn chuông thông báo để ủng hộ cho bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.